Ấn Độ tiếp tục yêu cầu dẫn độ kẻ tấn công Mumbai, tin từ New Delhi. Ấn Độ khẳng định là họ sẽ không từ bỏ nỗ lực để có thể dẫn độ kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố tại Mumbai vào năm 2008 về Ấn Độ để chịu tội. Tuyên bố của Ấn Độ đưa ra một ngày sau khi một tòa án tại Hoa Kỳ kết án 35 năm tù với tên David Headley, mang quốc tịch Hoa Kỳ. Tên này đã thừa nhận tham gia chỉ đạo thực hiện vụ tấn công khủng bố tại Mumbai. Phản ứng với phán quyết của tòa án Hoa Kỳ, nhiều bộ trưởng của Ấn Độ hôm nay đã bày tỏ sự không hài lòng, cho biết là Ấn Độ không chấp nhận việc kết án tù với tên David Headley. Theo các chuyên gia quân sự Ấn Độ, việc từ chối dẫn độ tên David Headley tới Ấn Độ để điều tra thực chất là vỏ bọc để che chở, bao che cho việc cơ quan tình báo Pakistan có liên quan đến vụ tấn công Mumbai. Đây cũng là cáo buộc của chính quyền Ấn Độ với Pakistan trong suốt những năm qua, khiến căng thẳng giữa hai nước láng giềng lên cao tới đỉnh điểm. Tên David Headley bị bắt vào tháng 10 năm 2009 và đã hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ cùng với Ấn Độ trong vụ khủng bố Mumbai. Tên này đã thỏa thuận hợp tác điều tra với chính quyền Hoa Kỳ để đổi lấy việc miễn án tử hình.